Truyện tích thứ 43, chuỗi hạt mân côi với linh hồn luyện ngục. Câu chuyện hết sức ly kỳ rùng rợn, ai nghe cũng phải ngạc nhiên, sợ hãi. Sau ngày chế độ miền Nam sụp đổ, tình trạng giáo dân hết sức hoang mang. Có những câu tục ngữ tự nhiên phát sinh, làm cho đa số người công giáo càng lo âu sợ hãi. Chẳng hạn, ở vùng ngã ba Ông Tạ, Phú Nhuận, có kẻ vô ý thức nào đó đã viết trên tường: "Hỡi bà Maria, bà nói trái tim bà sẽ thắng. Bây giờ ai thắng bà?" Họ chẳng hiểu sự thắng bại như thế nào. Sự sụp đổ cả một chế độ vững mạnh ở Liên Xô chứng minh điều đó. Ai thắng ai? Những ngày ấy, các nhà thờ không còn được làm lễ công khai ban ngày, mà phải làm thật sớm hoặc ban đêm, để dân phải đi lao động xã hội chủ nghĩa. Tại nhà thờ giáo xứ tỉnh Phan Rang, cha sở thường đi làm lễ cho các họ lẻ vào ngày Chủ nhật. Nhưng từ sau ngày 30 tháng 4, cha không đi làm lễ nữa. Vì lý do không có xe để đi xa, giáo dân phải đi lao động kể cả ngày Chủ nhật. Cho nên cha cử một thầy sáo đến coi sóc họ đạo. Nhiệm vụ của thầy là tập hợp giáo dân đọc kinh sáng tối, cho giáo dân chầu mình thánh. Khi có kẻ liệt thì về nhà sứ mời cha đến làm các phép. Thầy sáo vâng lời cha sở, đến cư ngụ ở họ lẻ này được 6 tháng. Thì một hôm thầy đang ngủ, có một linh hồn hiện về nói chuyện với thầy, nhưng lại không trực tiếp mà lại qua trung gian một người khác cùng đi chung với thầy. Sự hiện ra nói chuyện như thế khoảng chừng 6 tháng liên tiếp. Linh hồn kể hết mọi chuyện ở luyện ngục như thế nào, sự giao thương giữa người trần và các linh hồn thế nào. Linh hồn này là một lực sĩ, người công giáo ở tỉnh Phan Rang. Có lẽ ai cũng biết tên anh. Chỉ vì một hôm anh đấu cử tạ nặng quá sức mình, bất chợt đứt gân máu chết ngay tại chỗ. Cuộc đời của anh kể ra thì cũng không có gì đáng lo ngại về phần linh hồn. Có điều, người ta thương tiếc anh vì còn quá trẻ mà đã chết sớm, sinh nghề tưởng nghiệp. Cho nên, cả giáo xứ ai cũng thương và hằng cầu nguyện cho anh. Anh hiện ra thế nào và bằng cách nào? Cứ đến khoảng 9 giờ tối, khi thầy sáo và anh bạn bắt đầu đi ngủ, thì linh hồn ấy hiện về, nói chuyện với nhau như khi còn sống vậy. Có khi ngày nào cũng hiện về, có khi một tuần hiện về 2-3 lần. Thầy sáo hỏi linh hồn qua trung gian người bạn, linh hồn trả lời cũng qua trung gian người bạn, chứ không nói trực tiếp với thầy sáo. Sự việc này đồn rầm lên, giáo dân ai cũng biết. Các thầy dòng khẩu tu Mỹ Ca ở Cam Ranh cũng đặt những câu hỏi với thầy sáo. Linh hồn cho biết sau khi chết thì hồn được thấy ánh sáng chói lòa, nhưng không thấy Chúa Giê-xu và Đức Mẹ. Linh hồn được đưa đến trước tòa phán xét, gọi là tòa phán xét, chứ thực ra thì các tội trạng của mình khi còn sống tự nhiên bày ra rõ ràng trước mắt, như mình nhìn thấy trong gương vậy, rồi cũng tự động được đưa xuống địa ngục, chịu đền tội một thời gian, tùy theo tội trạng mình khi còn sống ở thế gian. Linh hồn diễn tả ở địa ngục có nhiều hạng bậc khác nhau, mỗi hạng bậc đều đã được ấn định trước do tội mình nặng hay nhẹ, đã được đền trả khi còn sống ở thế gian hay chưa. Có điều là các linh hồn bị giam cầm như vậy, nhưng rất tin tưởng ở lòng từ bi Thiên Chúa, cho nên ai cũng vui mừng hát ca ngợi khen Thiên Chúa đêm ngày. Cứ hàng tuần vào ngày thứ bảy thì Đức Mẹ ngự xuống yên ủi các linh hồn và đem một số về thiên đàng. Riêng linh hồn lực sĩ được Chúa cho về thế gian để yên ủi giáo dân, hãy can đảm và vững bền. Có một điều lạ là linh hồn thường nói trước những biến cố sắp xảy ra để thầy sáo biết, hầu tránh những rủi ro. Một hôm, thầy định đi xe đạp về nhà sứ rước mình thánh Chúa, nhưng linh hồn hiện ra đêm trước báo hôm nay trục trặc không đi được. Thầy sáo không tin và cứ đi. Nhưng đến nửa đường thì có một cuộc hành quân, cho nên lại phải trở về.
Một hôm, thầy trò định ra vườn đào đất trồng cây. Đêm ấy, hồn hiện về báo cho biết trong vườn có nhiều trái lựu đạn chưa nổ, nên mời chuyên viên đến tháo gỡ. Khi chuyên viên đến thì quả thật có 3-4 trái lựu đạn chưa nổ, rất nguy hiểm. Nếu hôm ấy không được báo, chắc sẽ có nhiều người chết. Trong suốt 6 tháng liên tiếp, linh hồn đã nói rất nhiều điều về đời sống con người ở trần gian, cũng như những điều cần biết về đời sau. Thầy Sáu đã cho ghi chép trong một tuyển tập rất dài, ghi băng vào cassette phổ biến khắp nơi. Chúng tôi không thể nào nói hết, viết hết trong truyện tích ngắn ngủi này được. Chỉ nêu lên một số vấn đề có liên quan đến chuỗi hạt mân côi mà Đức Mẹ đã truyền dạy cho con cái mẹ mỗi khi hiện ra ở đâu. Tóm tắt những ý chính sau đây: tất cả mọi cử chỉ dù nhỏ mọn đến đâu mà có ý ngay lành tôn thờ Thiên Chúa và tôn kính Đức Mẹ đều được ghi công hết, như đi qua thánh đường cúi chào mình Thánh Chúa, đi qua tượng Đức Mẹ cúi chào và đọc một kinh kính mừng, tháng hoa hoặc tháng mân côi, mùa bó hoa dâng kính Đức Mẹ, trưng dọn bàn thờ Đức Mẹ để con cái vợ chồng đọc kinh tối sáng. Cặp vợ chồng trẻ phải hiểu rõ mục đích phép hôn phối là sinh con cái thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên, nếu áp dụng phương pháp nào mà có ý không sinh con cái, đều có tội. Đức Mẹ chú ý đặc biệt đến những ai có lòng mộ mến chuỗi mân côi, đang lần hạt kính Đức Mẹ thì đều được Đức Mẹ đem về thiên đàng sớm hơn những người khác. Trong luyện ngục có rất nhiều linh mục, giám mục bị giam cầm lâu ngày lâu tháng, vì các ngài khi còn sống đã lợi dụng chức vụ làm những điều bất chánh, tham lam tiền bạc, thiếu đức trong sạch, không làm tròn phận sự được giao phó. Sau khi chết, Thiên Chúa chỉ phán xét công và tội, chứ không căn cứ vào chức vụ khi còn sống, như vua chúa, quan quyền, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Khi ta muốn khấn xin điều gì thì tốt nhất là khấn các linh hồn mồ côi. Các linh hồn sẽ cầu nguyện và cầu bầu cho ta, thì lời khấn sẽ được Chúa và Đức Mẹ chấp nhận ngay. Chỉ làm tuần 6 ngày liên tiếp, 3 ngày tôn thờ Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, 3 ngày đền tạ tái tim Đức Mẹ, các kinh đọc trong 3 ngày tôn sùng Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, kinh ăn năn tội, 3 kinh lạy Cha, 3 kinh kính mừng, 3 kinh sáng danh, kinh tinh kính, kinh cầu trái tim Đức Chúa Giêsu, kinh kính thờ Thánh Tâm Đức Giêsu, lần hạt 50 năm sự thương, xem lễ và sức lễ cầu cho các linh hồn mồ côi, các kinh đọc 3 ngày đền tạ trái tim Đức Mẹ, kinh ăn năn tội, 7 kinh lạy Cha, 7 kinh kính mừng, 7 kinh sáng danh, kính 7 sự thương khó Đức Bà, kinh đền tạ trái tim Đức Mẹ, kinh cầu Đức Bà, kinh lạy Nữ Vương, lần hạt 50 năm sự thương, xem lễ và rước lễ là cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Các linh hồn sẽ ở luyện ngục rất cần lời cầu nguyện của những người còn sống, tốt nhất là xin lễ Misa và năng lần hạt cầu cho các linh hồn ấy. Có nhiều linh hồn mồ côi rất cần đến sự giúp đỡ của chúng con, vì các linh hồn này không có bà con thân nhân đọc kinh cầu nguyện cho họ, đạo Công giáo sẽ không bị phá vỡ. Chỉ khó khăn một chút ban đầu, nhưng nếu toàn thể giáo dân tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa giữ đạo tốt và năng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, thì tất cả mọi sự đều được tốt đẹp. Sẽ có rất nhiều người trở lại đạo Công giáo, đạo Công giáo ngày càng phát triển vững mạnh. Lời bàn truyện tích về các linh hồn hiện về thì rất nhiều. Sau khi đối chiếu, chúng tôi thấy sự hiện về của linh hồn lực sĩ này đã nói lên rất đúng. Chính các linh mục dòng khổ tu Mỹ Ca, Cam Ranh cũng xác nhận như vậy. Linh hồn đã nói rất nhiều về chuỗi hạt mân côi mà Đức Mẹ hằng ưu ái. Linh hồn còn nói rõ, những ai mộ mến chuỗi mân côi và năng lần chuỗi mân côi, khi xuống địa ngục được sức mẹ sớm đem về thiên đàng. Điều đó đúng, vì khi còn sống đã biết năng lần hạt thì sẽ được nhiều ơn Chúa,
Nếu đã được nhiều ơn Chúa, lẽ tất nhiên phải sống đạo hơn người khác. Xét cho cùng, thì bất cứ hội đoàn nào mang danh Đức Mẹ đều phải lấy chuỗi hạt mân côi làm chính, làm căn bản cho hội đoàn ấy. Nếu không thì không phải là hội đoàn của Đức Mẹ. Bất cứ giám mục coi sóc đều phận, linh mục coi sứ mà không bao giờ giảng giải về chuỗi hạt mân côi, không mộ mến chuỗi mân côi, không bao giờ khuyên nhủ giáo dân năng lần chuỗi mân côi, tức là giám mục hay linh mục đó không có lòng sùng kính Đức Mẹ, thì công tác mục vụ nơi đấy chắc chắn sẽ thất bại. Chúng ta đã thấy rất nhiều giáo sứ, cộng đoàn, lũng củng nội bộ đi đến chỗ thưa kiện, gây gương mù gương xấu cho nhiều người, cũng chỉ vì nơi ấy người ta ít có lòng sùng kính Đức Mẹ, giáo dân ít năng lần chuỗi mân côi. Tạ ơn Chúa.